Vâng, và xin chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với Arena of Master Hành Trình Huyền Thoại. Và như vậy thì chúng ta đã có một cặp BO3 đúng nghĩa với việc khi mà bên phía của khoa học tự nhiên. Nhưng mà khi mà việc nhá Lucian khá sớm như thế này thì cái việc bị khắc chế đến từ những đợt pick tiếp theo vẫn tiếp tục là ưu điểm. Và đây sẽ là con sứ giả được dành cho các thành viên bên phía công nghệ thông tin hay chăng. Và vừa rồi tiếp tục vị trí của BB, anh ta lao xuống bật luôn cho mình cái chiêu cuối, nhưng rồi thì anh ta cũng phải nằm lại. Người có mạng của ta, vị trí của Mordekaiser ở đâu bên này, Twitterface bị bắt vào bên trong ngay lập tức thì double kill cho vị trí của Mordekaiser, triple kill cho vị trí của Mordekaiser ở đầu bên dưới này. Người đang bị bắt lại đó là vị trí của Morgana, nhưng Mordekaiser vẫn còn đang rất khỏe, anh ta vẫn đang chống chịu những lượng sát thương. Nhưng lúc này đây, đó là Quara kill dành cho Mordekaiser. Pha mà anh ta không kịp hồi là cho mình đó.